Bây giờ nói mày nghe, anh sẽ cho mày một con số quýnh. Thôi thôi cha cha, bữa cha cho con số rồi. Sao? Quýnh xong, nghe lời ba quýnh xong, tivi đầu mái nhà đi hết rồi. Ôi đây nè, chuyện này có thật 100% luôn. Chuyện gì mày có thật? Mày nên nghe ha, quýnh con số 11 cái tao. Nằm mơ thấy gì quýnh 11? Không có nằm mơ. Sát bên nhà tao, ha, có con chó mẹ, nó đẻ ra con chó con. À, con chó con chết. Chết cái đầu mày chết. À, biết rồi, con chó con nó biến thành nai phải không? Nai giật con mắt mày. Tự nhiên nai vô này. Đây nè, con chó mẹ nó nhìn con chó con, nó thấy xấu quá. Rồi sao? Nó mới chửi con chó con, đồ chó đẻ. Chó con buồn quá, bỏ nhà đi bụi, quýnh 11. Gì đáng hậu hả? Tự nhiên là đẻ con ra thấy xấu quá, cái chửi con đồ chó đẻ vậy hả? Ừ. Sao đời của chó con nó đen như mõm chó vậy? Mà giờ cái thứ chó nít đó nha. Mày vậy chó nít đâu ra? Con mới đẻ ra kêu bằng gì? Con nít. Thì chó mới đẻ ra kêu bằng chó nít. Con yêu đó cũng cãi nữa. Dòng cái thứ chó nít đi bụi đời á, bị ba mẹ hất hủi á, cái suy nghĩ nó dại dột lắm. Ừ. Đi bụi đi ban đêm đúng không? Ừ. Ban đêm đi ra ngoài đường, hai bên đường có nhiều cái cột đèn đúng không? Ừ. Nó suy nghĩ quẩn, nó hút đầu vô cột đèn nó chết. Mà phải hút thật mạnh mới chết đúng không? Ừ. Con gì hút đầu mạnh nhất? Con trâu. Bao giùm tao con 094989. Ừ. Mày đánh quá. Trời ơi, từ con chó đó mà một hồi thành con trâu luôn mà. Thôi 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 thôi, mày quýnh không quýnh nó quyền của mày. Nghe tao đi, quýnh 11. Nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cày cắn tôi. Cho nhỏ 11, chiều nay nó sẽ ra. Đâu hả? Đó. Bạn hãy đánh bao lô 11 đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Mà không có tiền sao đánh? Tao nói cho mày nghe, mày không có tiền tao cho mày mượn tiền quýnh. Nếu chật, chiều nay bán tôi lạnh trả tao. Mày tốt tao quá. Nghe tao đi, mày không quýnh là quyền của mày. Nghe tao quýnh 11. Đại gì? Bây giờ không có tiền á, quýnh đại chính thôi. Đại chính. Ôi thôi rồi, 11 ra ngay chóng. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng đại phủ không phải đại chính rồi. Trắng tay luôn, giờ đây biết tính sao? Người ta cứ réo nợ nần ngoài thôi. Lớn đâu mà mở nghe lớn quá trời vậy. Bỏ số đề đi bạn ơi, thôi bỏ số đề đi. Luyến tiếc làm chi những con số quyền đi. Ngày xưa bạn trong tập hoài đâu có thua một ai, mà giờ đây bạn như thế này sao? Bán hết nhà cao xe máy đi bộ luôn, cũng bởi vì mê cái con số đề thôi. Giờ đây đứng khôi lè lói, cuộc đời sao u tối thì thôi. Những bước đi bạn ơi, còn riêng tôi cũng bỏ số đề luôn. Hát giống ca sĩ ứng luôn ha. Mày bỏ đề là phải rồi. Mày chỉ giỏi bàn đề chứ quýnh đề không bao giờ trúng hết á. Sao biết hay vậy? Ê, bàn đề hay nha. Tao biết đánh đề sao quýnh lần nào cũng chặt hết, bay hết nửa căn nhà, nuôi con chó 11 năm mô 91 cả tháng này nó không ra. Tức mình tôi ra 3-2 vô cái nhà Sida đó, tôi quất lần 6 chó về xích lại cho ra. Chơi chó mặc xệ nó mới ngầu. Nãy mày hát hả? Đúng rồi, tôi hát á. Trời ơi, mày hát hay dữ vậy. Nhờ cái này trợ giúp nè. Trời ơi, hát nhép mà. Hát nhép chứ còn này nữa. Sao sống, hát thiệt? Sống 3 ngày dưới cầm cầu có ăn uống miếng nào đâu có hơi hám đâu mà hát thiệt. À. Không có hơi hám. Không có hơi hám. Nhìn đó mấy em rài. Ừ. Có mồi có rượu đây. Vô quất cái coi. Ủa, 3 giờ sáng mà có nhậu đây hả? Ừ. Đỡ quá vậy ta. Vô. Ừ, quất cái coi. Xin ly nữa nha. À. Rượu quý á, hạn chế thôi. Mình có lỗi mình tới trễ, ông bà ta nói là giàu 3 ra 7. À, tự nhiên quá ha. Quýnh tật còn 37. Bắt mới quýnh 37. Nó mới nói đó, giàu 3 ra 7. Thì ghê quá. Ủa mồi của ai hả? Bà gà. Mới trúng số hả? Mới trúng số, 10.000 cái đầu con lương. Mày nằm mơ hả? Đúng rồi, nó nằm mơ, nó thấy nó lãnh lương, nó quánh con lương. Lãng lộn. Tao chạy xe ôm mất mới gì lãnh lương. Lộn, nó chạy xe ôm mà nó uống rượu, nó đâm vô đầu con lương, đánh con lương. Không phải, ngày hôm qua ăn cơm, gấp
cái đầu con lương, ăn bị mắc xương, quýnh con lương trúng 10 ngàn. Ừ. Hay quá, cho mình nhậu cái nha. Vô. Ngon quá, đó là sao giòn ngon. Hay không? Nói. Nói. Mày bao giùm tao con 23. Mày thấy gì quýnh 23? Mày đi, táp bằng đề không? Sao? Người đâu có ăn bóc, chỉ có khỉ mới ăn bóc thôi. Con khỉ số mấy? 23. Bao giùm tao 23. Chiều chúng chắc. Ê. Bà gà. Hử? Mày quýnh gì nè? 523 cho tao. Sao 523? Nó bóc mấy ngón tay? 5 ngón. Thì 523. Ghê quá vậy. Không trúng đâu. Quánh 4523 mới trúng. Sao quánh 4523? Tao bóc 4 lần. 5 ngón tay 23. Ra cầm cầu ở đúng rồi. Sợ quá. Hay đó, quá. Tụi bạn nghe. Mình chơi số đề riết làm như con ma đề nhập cho người mình đi ra. Đi đâu cũng thấy số. Làm gì ăn uống cũng ra số nữa. Hiểu không? Đúng rồi. Cục. Mày nói tao mới nhớ. Nói đâu xa. Ngày hôm qua nè. Dắt con vợ đi coi phim. Vừa vô tới rạp phim. Thấy để nguyên cái bản quảng cáo điệp viên 007. Số đẹp quá. Không cho con vợ coi phim. Kéo con vợ về nhà bao 007. Trúng không? Chiều ra 00 trúng. Hơn ghê chưa? Nhưng mà tao nói cho mày nghe nha. Đúng rồi. Hình như đứa con ma đề nó nhiễm vô đầu tao sao nha. Hồi nãy tao chạy xe giữa đường nè, tắp vô cái cột đèn nè. Trời ơi, có số điện thoại của ai đẹp quá dán trong cái cột đèn. Tao tính quýnh số điện thoại đó luôn á. Số điện thoại ai? Hút hầm cầu. Ai đó mày bị nhiễm nặng rồi. Đây nè, sát bên nhà tôi nè, có đứa nhỏ nó hò suốt đêm à. Ngủ đâu có được. Qua nhà nó thăm nó, ngồi đầu giường đút cháo cho đứa nhỏ ăn. Thấy tội nghiệp quá, mới hỏi ba nó: ông anh, khi nào cháu nó mới hết? Ba nó nghĩ tình hàng xóm hỏi thăm con mình. Ba nó lịch sự, ba nó nói: hết cái gì anh? Tôi mới trả lời: hết thở để có số quýnh. Ông đập cái tô cháo trên đầu né không kịp mà tét đầu à. Đập là phải rồi, chỉ cần gặp tao tao đập nguyên cái tô cháo vào mặt mày cho hết thở trước con bé luôn. Mà ông á, ông cũng rảnh quá. Bây giờ là 3 giờ sáng. Con vợ ông nó dữ lắm mà sao giờ này ông được qua đây nhậu là hay. Quên nữa. Vợ mày đâu? Ê, nói chẳng giấu tụi bay. Tao cho con vợ tao qua Thái Lan à. Du lịch đàng hoàng. Trúng số hả? Không phải trúng số. Ông già cho mảnh đất. Đó, cái tao thấy đất đang lên giá, tao bán phần nửa ha, cho bả qua Thái Lan. Chừng nào mới về? Chừng nào về? Nửa tháng mới về. Bay về rồi kìa. Không có đâu mày. Bay thẳng vô nhà tao luôn rồi kìa. Không có. Mấy bay bị delay. Ơi, đi hôm qua sao cưới. Mấy bay bị delay rồi mày. Không có. Về rồi, về tới nhà rồi. Về rồi, nó bay về rồi. Bán được mảnh đất. Có giá lắm nha. Đừng dẫn bà gà. Nè. Tao bán được mảnh đất. Bà đòi đưa du lịch. Tao dẫn tao cũ vô tao mở mày cha. Mày ghen quá. Kỹ vô. Kỹ vô cho tụi nghe chưa? Bé yêu đi du lịch về sớm quá. Tay nó rút luôn rồi kìa. Du lịch cái đầu ông á. Ông á, ông nổ nhà ông đủ vậy hả? Qua nhà hàng xóm nổ hả cho banh xác vậy á? Đúng rồi đó. Nổ nhà ông đã, nổ nhà hàng xóm, ảnh hưởng hàng xóm nào dính miệng tùm lum tùm la nè. Trời ơi, ông nha, đang dạy chồng tôi nha. Yêu mới mở lại cái chưa? Còn ông nha, ông nổ thì không phải nổ vừa vừa đó chứ. Nghèo thấy bà luôn. Tiền đâu mà cho tôi qua Thái Lan kéo vợ bơm mỡ hả? Thôi à, cấm ông nghe chưa? Cấm ông từ nay không được chơi chung ba thứ này nữa nghe chưa? Ôi, cái gì vậy? Tôi tốt hơn mày, tại tao cấm chơi với tôi. Ông tốt hả? Tôi chưa nói chuyện với ông nha, ba gà. Mất mới gì nói chuyện tôi? Ông có biết tại sao ông tên ba gà không? Sao? Ngày xưa ông có nguyên cái trại gà. Không chịu lo làm ăn tối ngày đánh đề. Đánh riết mà nguyên cái gà trại gà ông bán hết còn có ba gà. Từ đó đặt tên ông là ba gà đó. Ba gà đâu? Nói về tội nghiệp ông. Tên ổng ba gà là có nguyên nhân gì nè. Ổng thứ ba, ổng bị ho gà đặt tên ba gà. Mà vô gì? Giống như vợ tôi sao? Vợ tôi tên là Nguyễn Thị Cá. Thứ sáu chẳng lẽ đặt cá sấu không? Ừ. Vợ ông tên xấu, bù lại cái mặt nó đẹp. Còn ông á, tên Trần đẹp trai phải không? Không, cái mặt chứ con quỷ. Mặt ngủng không à? Nói nhiều nữa chứ. Ông nha, cấm ông nghe chưa? Không có chơi chung mà. Thấy chưa? Gì? Chơi chung bao nhiêu lâu đâu nè. Nè, lấy nguyên cái một mụn bự trà bá vậy đó. Bậy bà ơi, một rùi. Một bóng. Một rùi. Một bóng với một rùi. Một gì cây vậy? Mụn rùi rùi, mụn rùi. Tôi qua nhà tôi cãi lộn vậy. Ê, cãi lộn á, số mấy? Vậy hả? Ê, có số rồi. Cãi lộn, cãi là cái cãi là thực vật, không có số. Còn lộn, lộn là hột dịch lộn, quýnh 03. Trời ơi, em vừa phải nghe chưa? Thấy gia đình người ta đang xào xáo không hả?
xào sáo quá, quýnh tao con xong không sáo đi. Ủa sao không sáo? Thì xào là không, sáo là sáo, không sáo. Trời ơi, ông nghe chưa? Anh đè đi, anh liếc đi, anh đi, con gà tôi tự giận tôi chết cho ông coi. Ê bác gà, quýnh tao con số 115 ơi. Gì quýnh 115? Năm mới thì anh 115. Bé yêu ơi, nói gì bé yêu nghe. Bé yêu bùa, bé yêu đi tự tự. Ừ anh á thì xót xa anh thương mấy yêu đúng không? Cái anh làm sao cho được, anh phải gọi điện thoại cho xe cấp cứu tới chở mấy yêu vô bệnh viện. Xe cấp cứu là số mấy? 115. Đó, 115. Vừa phải nghe chưa? Tôi nha, tôi có ngu, không ngu gì đâu mà tự giận chết. Tôi phải chống mắt lên coi, chống mắt lên coi ba ông nè nha. Bị công an nó còng đầu nghe chưa? Bị công an bắt. Ê, quýnh xỉu chủ 113. Trời ơi, 113 hả? Đi về. Về trước đi, về đây cho tôi. Về trước đi, về trước đi. Tám tám. Gì? Mày bao ông tao con không không coi. Tự nhiên tao nhéo lỗ tai kéo đi quánh không không lại vậy. Vợ hay khờ, kéo lỗ tai hay khờ, giãn ra tròn như chữ O, một số không. Mặt hay khờ tròn như cái mâm quánh không không. Không trúng đâu. Quánh hai không mới trúng. Sao quánh hai không? Lỗ tai nó tròn là số không. Ừ. Vợ nhéo mấy ngón? Hai ngón. Hai không. Nhớ cái chiều nãy năm ngón. Vô nhậu tiếp đi. Bà cái chiếc này cũng bàn được. Cái gì? Thế mà luôn á. Vô. Ủa 6 giờ sáng sao mà chuông nhà thờ đổ. Vô. Rất tay chứ mới giờ này vô nhà tôi trời. Nó con phong thủy hay gì đó. Này giống thầy trên núi xuống mà. Ây da, trời vậy? Ơi âm khí nặng quá. Sao nó tự nhiên quá vậy ta? Mồi ngon. Ây da, mặt láng quá. Lần đầu tiên mới có người khen. Mày chắc được bình thường rồi nè. Ê, ê, rượu. Ây da, rượu cay quá. Ngon quá giờ sáng. Mồi ngon. Rượu cay là chỉ có bạn đời. Trời ơi, nó hay quá. Sao hay vậy? Biết giống thầy quá à. Tỷ dậu sửu tham hạ sửu tối gì tỷ phương tối gì dạ. Dậu phương sao chính xác quá vậy? Con rắn với con gà muốn giàu là phải nhờ tới con trâu, vì con trâu luôn đem sự may mắn cho đến hai con kia. Dạ. Yeah. Phán một câu, đừng bao giờ bằng đời, không bao giờ trúng đâu. Làm gì giàu? Mua vé số trúng giàu. Bà nội cha, nãy giờ tưởng ai dập đó, ở trên núi nó xuống hay gì nó khoáng rồi, thấy ghê lắm. Đừng bao giờ vấn đề, không trúng đâu. Chỉ mua vé số mới làm giàu. Giàu đầu mà chứ giàu. Đúng rồi. Coi nè. Bóc bồi ăn nữa làm chứ ghê chứ. Ê nhóc, mà có ông vấn đề mà thua riết nè. Nằm mơ thấy con gì vẽ trên số nhà đó. Vẽ riết nhìn nhà số không à. Đó, mua hai tấm giấy giò luôn á. Xém trúng động đất kìa. Nghe mày. Bán vé số nữa, bán vé số đi. Vô làm cái vẽ quan trọng. Dạ thưa chú là còn 2 tờ 01313, 2 tờ 03979. Rồi, nó mua cho 2 tờ, 4 tờ luôn phải không? Dạ. Nè, cho mày 2 tờ. Đó. Trời ơi, số xui cái gì? 01313 xui lắm, đổi lại này em ngoại. Đó. Cho mày luôn nè mày. Đó, cái này mới hên nè, 03979 mới hên nè. Rồi, cảm ơn. Cho mày đặt lựa nữa. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn hai thí chủ. Ừ. Chúc hai thí chủ may mắn lần sau. Ê, ê, ê. Tao nói gì tao nghe không rõ. Chúc hai thí chủ may mắn lần sau là sao? Có nghĩa là bốn tờ này trật, lần sau gặp nó mua tiếp. Trời ơi. Alo.
Chính chính cò hả? Chính lùng hả? Chính lùng phải không? Tôi hai ròm nè. Chính lùng nó nghe nè, thiếu ông nhiêu tiền rồi hả? Nói lớn là nghe không rõ ông ơi, nói lớn lên. 200 triệu hả? Vụ giấy tờ nhà tôi cầm không được nhiêu tiền hả? 400 triệu hả? Rồi nghe nè, còn 200 triệu xuống xác giùm tôi luôn đi. Bao lô hai đài nha. Quýnh tôi con số 02 với 020. Nói nghe nè, là ngày hôm kia đó tôi nằm mơ thấy con chuột nuốt tôi. Chuột nhỏ 15 chiều nay nó sẽ ra. Bạn hãy đánh siêu chú 015. Bà nội cha cái quán này vô duyên rồi đó. Trời ơi, để cái quán may mắn mà quýnh 020 nó cứ quýnh 015 đi. Làm phân tâm thấy ớn nha. Quýnh theo ý mình đi, trả theo với ai á. Lẽ chiều nay ra 015 ta. Trung to rồi 015 ra ngay chóng. Đài Bến Tre không phải đài Vũng Tàu. Chẳng tai luôn giờ đây biết tính sao. Người ta cứ reo nợ nặng hoài thôi. Reo nợ là phải rồi. Trời ơi, quýnh đề bao lâu hai đài biết trúng chưa, quýnh một đài. Đúng rồi, trời ơi, người ta đánh hai đài chưa trúng, muốn gì đánh đài. Chỉ chú thêm đài nữa nè, Hà Nội 7 giờ tối nay. Sao mày rành vậy? Kinh nghiệm đấu trường. Trời đất ơi, dữ dội ha. Mà gì chú vậy? Ơi, con nói thiệt với chú nha. Gì? Nhìn cái tướng của chú, quý phái sang trọng này. Cái tướng của chú là phải ở biệt thự, ở nhà lầu. Chứ không phải ở hầm cầu. Mày hay quá ha. Đừng mà lên đảng nó xuống ào ông cầu. Cái tướng chú là phải ngồi xe hơi. Ừ. Mercedes, Lamborghini. Giờ con khoán chú một câu, chắc chắn chú sẽ giàu. Làm gì giàu? Mua vé số chú không già. Chú mấy? Dạ 020. Này coi. Ngươi bớ mà con cướp cái số. Cướp đâu cướp mày. Này ý trời, khi mình trúng sao ta? Bao nhiêu tờ đây? Dạ 100 tờ. Bao nhiêu tiền? Dạ 10.000 một tờ. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Dạ 2 triệu. Ừ, 2 triệu phải không? Nè. Dạ đi, cảm ơn chú. Chừng là phố. Thử lòng quân tử vậy thôi. Không ngờ quân tử tham lam vô cùng. Đó là quân tử giỡn chơi. Thật lòng quân tử chẳng hề tham lam. Tham lam nè thôi. Con gì 50, cho 50. Dạ. Nha. Con cảm ơn chú. Con đổi ơn chú. Hạnh phúc quá. Trời ơi, chiều nay có tiền đi chích rồi. Ê, mày à. Đừng nói tâm đi ha, chích scare mà tí vậy mày. Đâu có, con chích ngựa. Bị chó dại cắn hả? Đâu có đâu. Chứ sao? Trời ơi, con bị con chuột nó cắn. À. Mà hả, con có linh tính đó, chiều nay nó sẽ ra 015 á. Sao 015? Chứ gì nữa, con hỏi chú con chuột nhỏ là số mấy? 15. Con chuột nó cắn con lũng một lỗ tròn do số mấy? Số 0. 015. Nhưng mà chú ơi, con cứ sợ sợ sao? Con sợ con đánh rồi, chiều nay nó không ra. Nhưng mà còn chú, tổ chú đã bàn sao nó ra 020. Mà bây giờ vé số cũng có 020. Chú ơi, chiều nay chú trúng là chú trúng 3 triệu của chú. Lúc đó chú sẽ trở thành tỷ phú. Vậy đây, chúc chú may mắn lần sau. Ta thăng lên. Là sao? Ơi. Thằng thiệt tình. Còn 8 nữa. Giờ để không thấy mặt mũi đâu hết trơn cái trời. Rồi, thấy. Quỷ à, ma đâu rồi mày? Tôi nè, có quỷ đâu, quỷ. Tôi không nhận ra tôi hả? Trời ơi, đáp bằng này nè. Mày hả đáp? Ừ. Trời, sao mày te tua tàn tạ gì vậy? Có sự tích của nó. Đêm qua sau khi vợ ông hốt ông về, tôi ngồi ở lại. Rồi sau đó nhậu với ông ba gà. Một hồi cái vợ tôi nó gọi điện thoại tôi về ngủ. Mừng quá, được đoàn tụ. Về xong cho ngủ chung luôn.
Nó canh cái lúc tôi ngủ say, lấy dây trói hai tay hai chân ở bốn góc giường giống như tứ mã phanh thây. Ngồi bụng tôi nó nhúng như cưỡi ngựa, nhúng cho đã, xong nó nhảy lên, nó đấm cái mặt bưng bưng bàn đề số đề, quá liếc cái mặt giống như con ma đề. Sáng ra nó kêu nhạc sĩ viết cái bài kiếp đánh đề, bắt tôi học thuộc, dắt tôi vô phòng thu bài hát, xong nó in ra cái đĩa, nó tặng cái đĩa, nó đuổi cổ ra sống với cầm cầu tập 2. Cho mày vừa mày. Ôi đỡ nó, anh đó nha, anh là cái thằng sợ vợ, cuối cùng mà còn sợ vợ hơn tao nữa. Ai trong đời mà không sợ mẹ thì sợ cha. Từ lúc bé tôi sợ ma, khi lớn lên tôi sợ vợ, vợ của tôi thì tôi sợ, sợ thì sợ mà chơi thì chơi. Ngon ha, mày nói gì mày dám có bồ không? Ai có vợ mà chẳng có bồ, bồ được gọi là cưng. Vợ thì sống công khai, cưng nằm trong bí mật. Cưng được yêu hơn vợ, vợ được một là cưng được hai. Tao sợ mày luôn. Để con vợ mày nghe được nó cạo đầu mày. Nó cạo rồi, tóc mới ra lúng thúng rồi thấy à. Nhưng mà tôi thông minh lắm, tôi làm mấy câu đoạn cuối hay quá cho anh vô nhà lại. Đoạn cuối sao? Gặp những lúc hiểm nguy, vợ bên ta kề cận, cưng thì biến mất dạng, chỉ có vợ là number one. Mày nịnh vợ thấy ớn luôn vậy ta. Giờ anh hỏi em nè. Gì? Em phân biệt giữa bồ và vợ như thế nào? Bồ và vợ hả? Ừ. Nó khác xa lắm. Xa thâm thẳm luôn á. Không những tôi phân biệt, tôi còn làm thơ lục bát cho ông nghe. Nếu thấy hay, mở điện thoại tôi bắn bluetooth qua cho ông. Dữ nè. Thôi nghe sao? Ừ. Nghe nè. Bồ là bàn nhậu có mồi, vợ là cơm nguội đáy nồi hầm hiu. Bồ là nơi tỏ lời yêu, vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. Bồ là rượu quý ở trong bình, vợ là nước ở ao đình thấy ghê. Nhìn bồ con mắt nó phê phê, nhìn vợ con mắt nó ghê ghê, nó gườm gườm. Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền, vợ tiêu một cắt thì liền kêu than. Bồ giận thì quỳ lạy thắp nhang, vợ giận bị mắng bị phan cây liền. Một khi túi hãy còn tiền, bồ ôm tấm thiết hôn liền lấy anh. Một mai hết sạch sành xanh, bồ đi vợ lại đón anh về nhà. Bồ là lều, vợ là nhà, gió lớn lều sụp cái nhà còn nguyên. Ông muốn ở lều không? Bảy mày ở nhà đang bảo ở lều bảy. Ai là muốn ở nhà đúng không? Kêu tôi ra quán cà phê xong cho tôi uống cái gì? Thôi uống gì đi anh bao. Anh cho đi lá chanh đi. Quán cà phê may mắn này kỳ quá. Gì kỳ? Kêu phải vô dần quán hả? Anh cho ly đá chanh. Thích uống gì kêu đi. Chị chá xá xị. Dễ thương. Thằng này kêu bắt trước nữa. Không uống đá chanh kêu món khác uống coi. Em cho ly kem. Uống cái món này không đụng hàng nè. Bé cho ly hột é. Anh kêu cái món này em không có danh từ gì em kêu luôn. Cô cho ly siro. Uống cái món này thức đến sáng mai nè. Ê BD cho ly cà phê. Tắt đài luôn à. Bây giờ anh hỏi em nè, em muốn uống sữa em kêu sao? Uống gì? Uống sữa. Uống sữa à. Uống sữa dễ, chịu khó đứng lên tìm. Tìm gì? Tìm người bán sữa. Có sữa đâu cho ông tìm. Cái mặt ông thấy dê quá. Uống sữa phải không? Rồi, thấy rồi. Chị có chữa cho em ly sữa. Mày! Thằng kêu từ ngữ thì biến mất lịch sự à. Nè, kêu cho có lịch sự đàng hoàng danh kêu nè. Chị đứng gần cửa cho em ly sữa. Nghe dễ thương không? Thôi mệt quá. Uống gì cũng được, miễn ông trả tiền tôi vui à. Má, cho con hai ly trà đá. Ông này ông keo thiệt luôn á. Ủa kêu tôi ra đây có chuyện gì à? Kêu mà đây cho mày con số quýnh chiều gỡ. Hoa hoài, tôi thua nửa căn nhà vậy đó. Tôi nói cho ông nghe nè. Hồi nãy ngồi ngay ghế đá công viên á. Chờ ông lâu muốn chết luôn, đói bụng. Mà ngay cái lúc đó kỳ cục nha. Sao? Có con nhỏ đi ngang qua, nó nhìn mặt tôi bầm dập gì mà nó khen tôi đẹp. Là đẹp không em? Là đẹp. Em dám lấy anh làm chồng? Là dám. Trời ơi, em mà lấy anh làm chồng cuộc đời em sướng. Nhà anh không thiếu gì hết, chỉ có thiếu nợ. Nó nghe xong nó không biết sợ, nó không biết đi nữa. Nó ở lại, nó nói chuyện với tôi tiếp. Tôi tức quá, tôi tìm cách đuổi khéo nhỏ này. Tôi mới ra một câu đố. Bây giờ anh đố em một câu này, đơn giản thôi. Nếu em trả lời đúng thì anh sẽ lấy em làm vợ. Nếu trả lời sai thì em rời khỏi ghế đá công viên cho anh tịnh tâm. Đố là câu đơn giản, sẵn tôi đố ông luôn. Sao? Ở trên trần nhà có hai con thằng lằn. Một con thằng lằn cái, một con thằng lằn đực. Con thằng lằn cái nói với lỗ tai thằng lằn đực một câu. Câu gì mà con thằng lằn đực rớt lên trên trần nhà, rớt xuống đất?
Tao biết nè. Câu gì? Con kiến có bầu với con voi. Ông ném về vô viên chúa luôn á. Ông y như con nhỏ đó. Con nhỏ đó là con voi có bầu với con kiến. Không phải. Con thằng lằn cái nói vô là thằng lằn đực một câu. Mà con thằng lằn đực rớt từ trên trần nhà, rớt xuống đất. Câu gì? Anh yêu nằm ngửa ra đi anh. Càng nghĩ nó càng thấm. Mày nó bậy á mày. Bậy gì bậy? Bậy dữ á. Cái đầu ông á, cái đầu ông là tàu hũ không á. Tôi hỏi ông là con thằng lằn nó có hai tay hai chân nó bám trần nhà kêu nằm ngửa đó xuống đất chứ còn gì nữa. Tôi hỏi ông leo đó ông nằm, tôi kêu nằm ngửa nhảy xuống đất không? Mày leo mày bám đi. Mệt quá. Nhưng mà thôi được rồi. Nhờ cái con nhỏ đó mà có con số ở trong đánh nè. Số ông quánh 543 xỉu chủ nha. Bao lô hai đài quánh thêm cái đài Hà Nội 7 giờ tối số nữa. Con nhỏ cho mày số hả? Không. Làm như cháu đó là sao á. Con nhỏ vừa đi, thằng nhỏ 3 tuổi đi ngang qua à. Nó cầm cái cuốn truyện ma, nó dục vô mặt tôi. Tôi chụp cuốn truyện ma lên, tôi thấy cái tựa hay quá. Dòng hồn năm bánh nú. Ê con ma đâu có số. Con ma không có số mà nội dung bên trong câu chuyện nó có số. Cái gì quyền bí vậy? Ừ, tao mày kể nghe coi. Cái bà năm bánh nú á, bà có đứa con trai 13 tuổi. Khoan khoan khoan. Rồi, rồi. Đứa con trai 13 tuổi, em cái thằng 15 tuổi. Cái thằng 15 tuổi nó yêu con nhỏ 18 tuổi. Cái con nhỏ 18 tuổi chê cái thằng 15 tuổi nhỏ mới quen ông già 62 tuổi. Ông già 62 tuổi. Đợi mấy số chả thấy 543 đâu ra. Bình tĩnh, cái đoạn cuối mà có số. Thì mày kể tóm tắt đi. Tóm tắt nè, nó quen ông già 62 tuổi, bỏ cái thằng 15 tuổi con mà năm anh uống. Thằng 15 tuổi nó buồn tình, nó nhảy lầu tự tử. Nó nhảy lầu 4, nó nhảy xuống, nó dướng sợi dây điện đứt, đụng má nó đứng ở dưới, má nó giật, má nó chết. Từ đó về sau có vong hồn năm bánh uống. Nghe chưa? Tôi nổi còn nổi da gà luôn. Mày khùng hả? Hả? Kể từ đầu câu chuyện cuối đầu câu chuyện không thấy 543 đâu ra. Ông mới khùng cái số chân dần đó mà ông thấy. Thấy đâu? Má thứ mấy? Thứ năm. Số năm. Nó nhảy lầu mấy? Lầu 4. Số 4. Còn số 3. Số 3 ngay cái bánh ú. Bánh ú bóng mới số 3. Bánh ú hình gì? Hình tam giác. Tam là mấy? 3. 5. 4. 3. Ta vua bàn đề mà cãi cãi hoài. Ê, bà nói vậy ấm này. Sao? Cái số nó chưa chắc chiều nay ra. Đây nè. Biết cái miếng ung tư sống trên không? Ung tư. Ông Tư bị xét đánh chết cái đây 3 ngày phải không? Đúng rồi. Quánh gì đâu mà nửa đen nửa trắng. Trời, hiện tượng lạ. Ừ. Nhiều người tới cầu linh lắm. Ừ. Tôi biết người đầu tiên cầu cái miếu nữa. Ai? Thằng Tèo. Tèo? Tèo nào? Thằng Tèo nhà nó nghèo, sống trên đỉnh đèo bán bánh thèo lèo. Thằng rồm rồm đó ha. Ừ. Nó tới nó cầu vậy nè. Nó quỳ xuống nó thắp nhang. Nó cầu vậy nè. Nam mô nam mô nam mô ông Tư ông Tư chư linh chư thiên phù hộ cho con trúng số. Con mà trúng số con thề với ông con cạo đầu liền, chiều trúng liền. Trúng nhiều? Trúng 7.000, cạo đầu 10.000, lỗ 3.000. Ghê chưa? Nhưng mà anh phải công nhận là miếu linh thiệt. Đó chính vì nó linh mà nó về chôn tiền ba má đó đến cầu tiếp. À, cầu tiếp. Lần này mới ghê nè. Ông Tư ơi, nam mô ông Tư ông Tư ông Tư, ông linh quá, con cạo đầu gì ông. Khi này cho con trúng lớn đi, con thề đọc con nhảy lầu chiều trúng luôn. Trúng nhiều? Trúng 10 triệu nhảy lầu què hai cái chân mua xe lăn 15 triệu lỗ 5 triệu. Ghê chưa? Nó cầu bất cần thân thể luôn. Ai mà cầu kỳ cục chân đó vậy? Anh cũng xuống với anh cầu nè. Ông mê tính gì đoan nè. Trời đất, tôi quýnh đề không mê tính gì đâu, không quýnh đề. Ông Tư, ông lên tiền phù hộ cho con đi ông Tư, con khổ ông Tư ơi. Cho con nằm mơ đi, khuya thấy gì sang quýnh cái đó. Rồi cái nằm mơ. Nằm mơ liền. Bình tĩnh, ngồi đây, nhớ lại giấc mơ. Tôi là vua bàn đề, ông kể giấc mơ, tôi bàn, nếu ông trúng tôi cần chầu nhậu thôi. Chầu nhậu đó là chuyện nhỏ. Mày đợi tao. Công an hả? Tao đâu có sợ công an. Sợ ai? Tao sợ con vợ tao. Cọp cái hả? Ừ. Quýnh con cọp. Tao mệt nha. Tôi làm như bị nhiễm hay sao nha. Rồi nằm mơ thấy gì? Anh nằm mơ anh thấy anh là ăn cướp. Ăn cướp? Mà cướp cái gì? Giật cái điện thoại con nhỏ từ trong cửa hàng điện thoại bước ra. Nhỏ đẹp không? Hơi hơi. Hơi hơi? Ừ. Chẳng lẽ quên chiếc xe hơi? Bậy. Nhưng mà con nhỏ bao nhiêu tuổi? À, hỏi cái nào tôi trả lời được tôi trả lời. Ê khùng ha. Trời ơi, cái thằng nào đi giật điện thoại quay là hỏi em bao nhiêu tuổi không? Thôi rồi, lúc mà giật điện thoại là anh chạy bộ hay là chạy xe Honda? Chạy xe. Chạy xe Honda. Ừ. Đúng rồi, phải chạy cho nhanh, không thôi người ta bắt. Ừ. Ê, gì? Trong giấc mơ anh nhớ anh có đụng ai không? Trong giấc mơ hả? Trong giấc mơ, à, xém đụng. Không đụng, mà xém đụng. Ừ. Xém đụng. Quánh 07478787 con heo.
Sao con heo? Khi mà xe xém đụng là phải thắng. Thắng nó kêu é con heo. Mày là sư phụ rồi. Vua bàn đề. Trời đất, bạn nó sợ luôn. Còn nói ép 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 con heo trong đó nè. À, mà chưa là tám. Gì? Trong giấc mơ thấy xui xẻo bị công an bắt. Công an gì? Công an phường. Công an phường. Tôi chưa bao giờ thua giấc mơ rồi hết. Tôi là vua bàn đề. Để tôi suy đoán rồi. Thường thường công an hình sự phường bắt tội phạm bao giờ cũng giải về phường. À. Giải về phường là phải giải tội phạm vô phòng. Ừ. Vô phòng là công an.